Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ sáng. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi lên trên Mèo Vạc. Bây giờ với Phen Phen đang đi ra đón anh Thắng. Anh Thắng bảo ở ngoài này thôi nhá, không đi vòng ngó đâu. Thì trong đấy nhiều nhà ấy, sợ ồn đấy. Sáng sớm ấy. Alo, anh à, em đến đầu tỉnh Mỹ. Sáng sớm thì mát sớm nhỉ. Không khí buổi sáng trong lành. Xe cộ chưa chạy nên là đường chưa bụi. Nó mát. Một mình một đường đi. Không, mình đi sáng sớm này cũng có lợi mà. Vắng xe. Trước với anh Thắng đi xe máy lên trên đấy mấy lần rồi mà cũng đi sớm kiểu này, 4 giờ đi rồi. 4 giờ chắc phải tầm 90 giờ tới nhỉ? Nếu mà đi thẳng đi nhanh thì khoảng 90 giờ. Bì lút bảng lặng quá. Mình có cần đi vào trong không nhỉ? Đứng ở đây đợi nhá. Một cái mông. Anh Thắng đang ra rồi. Bê được không anh? Có gì đâu. Tiếng nặng. Cái hộp này nhỉ? Hả? Cái túi quần áo chứ. Còn gì nữa không nhỉ? Nước không mang quần áo kìa. Không. Em một bộ rồi. Nó bảo anh là 3 ngày không phải thay thì nó cũng không cần phải. Máy tính để đây được không nhỉ? Để đấy không? Để nó đặt tạm không xa đâu mà. Phú đã lên đèn. Hello. Rồi, bây giờ xuất phát rồi nhỉ. Qua bảo bác mê bảo là không chắc là được rồi.
Đây, bây giờ ba anh em đến Lũng Phìn rồi. Đây là khu trung tâm chợ Lũng Phìn. Đang mua thịt lợn vào nhà anh Chứ. Lợn này đi dày nha, đen xì ấy. Lọc hết thịt ra vào xương này. Lọc hết thịt. Hai cân bao tiền nhỉ? 2 cân 8 Dạ? 2 cân 8 Không, em không làm cái đấy đâu. Không, em cái đấy anh cắt ra bám hả? Cái đấy là bát chỉ. Bát chỉ này. Bao nhiêu cái này bao nhiêu? 280 280.000 Em lấy ra để xe nhé. Rồi. Mở cốp ra. 280.000 Đấy, nguyên mảng xiên to đùng luôn. Ồ, lấy cái túi nhá. Không bỏ gá vào là được. Đấy, giờ thì ba anh em đã lên đến gần nhà anh Chứ đây rồi. Đi mấy tiếng rồi nhỉ? Khen khen nhỉ? 4 tiếng. Mình đi từ lúc hơn 7 giờ. À đâu, hơn 4 giờ. Bây giờ là 8 giờ, hơn 8 giờ. Để cái kia. Không. Không có bệnh nhân gọi. Đây cái gì nhỉ anh nhỉ? Nguyên thịt này đây phải không? Dầu ăn mì tôm nữa. Đợi đợi, em Cường nó mang xem. Mình cầm đồ ấy thôi, mới mắm thì chính thì ấy thôi. Xin chào. Đấy, đi xe vào, em đi xe vào được không? Hay để đây. Còn cái này mình xách tay được mà, nhẹ mà. Đấy, Phan Phan đi cùng Cường luôn. À, lấy cho mình cái túi. À, anh lấy cho em cái túi kia đó. Đồ, trong đây túi này treo vào đi. Cái này nặng hơn. Đấy. Rồi, còn cái này xách bộ cũng được. Đỡ vừa. Cái thùng kia không phải. Không phải. Đây, vào đi. Lâu lắm không vào nhà anh Chứ rồi. Nửa năm rồi nhà anh Thắng nhỉ. Em ấy. Cây gì đây? Thuốc. Cây này có gai ấy.
Nắng nhỉ? Nắng quá anh. Ở trên này chưa thu ngô đâu nhỉ anh nhỉ? Đây là nút bạc nhá. Dù tút. Em chưa thấy nút bạc này bao giờ. Hả? Chưa thấy đời thật bao giờ. Chưa thấy nút bạc này bao giờ. Vâng. Xem trên mạng này. Xem trên mạng thì thấy nhiều rồi. Ừ. Đây ngô đây chín rồi đấy. Được. Sắp thu hoạch được rồi. Cái này là thu hoạch được rồi. Ngô này công nhận bắp nó to nhỉ anh nhỉ? Cao. À, xin chào. Vâng, lâu lắm rồi anh. Đây là rau dền này. Để cho nó già lúc nào để mà lấy giống. Ôi dưới kia bây giờ nhiều nước nhỉ? Anh Thắng nhỉ? Chỗ kia đang xây làm bể chứa nước à? Biết anh có ở nhà không? Anh chưa ở đâu. Anh hôm nay chưa. Em Thắng à? Hôm nay làm gì rồi? Anh đi mèo bạc rồi, thứ hai về. Thứ hai. Em chào anh nhá. Anh à, trước cửa trồng gừng à? Vườn rau ăn nhé. Có nhận nào? Có nhận ra nữa không? Dạ nữa. Còn nhận ra em không? Dạ nha. Em chào anh nhá. Làm nhà được mấy năm rồi nhỉ anh chứ nhỉ? 2 năm rồi nhỉ? Bây giờ 3 năm rồi. Vùng ngon này xong là 3 năm. Hả? Vùng ngon xong là tròn 2 năm. Tròn 2 năm à? Vâng. Dưới phết nhỉ? Thu ngô xong rồi. Một năm không lo bao nhiêu nữa. Có nước không? Có. Định làm món gì? Cái này là tí sườn nướng. Anh cứ dấn nước ở từ tắc ra xuyên cái bể từ trên kia xuống ấy. Nhưng mà sao vòi bây giờ không chảy nhỉ? Hả? Vòi không chảy nữa. Không, cái này nó nước nhiều, nó mưa ấy. À. Đấy, miếng sườn mới mùa. To nhỉ? Kèo như toàn thịt. Tí kẹp vào xong nướng lên. Tí kiểu tẩm gia vị vào xong rồi mình nướng luôn cả mảng ấy nhỉ? Ừ. Cả tảng ấy. Miếng đấy chắc luộc à? Còn miếng kia? Đấy luộc. Ừ. Đây là các anh tận dụng nước mưa ấy. Ồ. Tiết kiệm thôi, ui, nước quý như vàng ấy.
Nước này là nước mưa hả anh? Vâng. Dẫn ở trên bể kia xuống phải không? Hả? Dẫn ở trên... kéo ấy... Téc à? Vâng. Ở téc còn có nước không? Có chứ. Ây da. Trên này mưa nhiều lại có nước nhờ. Thế thì không phải tiết kiệm nữa rồi. Thế trong téc vẫn còn. Bét tay lại nghe đi à. Lâu lắm không lên đây ấy. Bao lâu rồi? Nửa năm rồi. Nửa năm à? Hôm nay đi không say xe nhỉ? Không. Mọi lần là say đấy. Chuyện đi con luxury của Phiang Phiang nó phải khác. Êm ái như ở nhà. Như nằm ở phòng điều hòa. Nướng ở trong nhà hay ở ngoài cậu? Chắc là trong nhà thôi. Cái này nướng thì chín, thì ướp gia vị trong đấy luôn. Tớ nhìn thấy anh có mèn mén rồi sao? Thì mình chỉ cần làm ấy thôi, làm đồ ăn thôi. Còn đâu cơm mèn mén có rồi. Chưa, bên kia về. Có nguồn nữa à? À. Có dầu rửa bát rồi đấy chưa? Có. Trong xe đầy nước phải không anh? Hả? Trong xe có nước không? Có. Bây giờ trước cho thùng, cho tiền mua cái thùng nào? Mua xô ấy. À. Thì mua là... 2 cái can. Can này á? Ờ. Không, 2 cái can. Ờ, 2 can. 2 cái can. Can, 2 cái can. Bổ ra cho nhanh chín. Ờ, đây rồi. Đổ nước vào. Đâu rồi? Lâu sôi. Để quá oách xà lách luôn rồi. Nhiều thịt quá nhỉ?
Rồi, ok. Xoay xem được, tí lại xoay không được. Tí mình đây, mình mới phải để cái này để cho chỉnh nha. Đấy, thấy không? Cái cắm vào đây, mình chỉnh lật cái cắm vào đây, thấy không? Anh chị ơi, cầm đây, xuống kia. Đó. Đây, đây cả chỗ này nhá, mình để rơi nhá. Mình tới mình để rơi cho bẩn nhá. Tài đây, tài FC. Anh Chứ, đây là bánh gì đây? Bánh ngô. À, bánh làm từ bột ngô à? Vâng, có con là. Thế sao làm nhiều thế này? Làm người nhiều cho đỡ là 2-3 bún. À, có nghĩa làm để ăn dần à? Vâng. Thế lúc nào ăn lại rán lên à? Không. Hay là nướng lên? Là để phun vào bếp này cho nóng. Hướng lên vào bếp là cho nó nóng là ăn hay gì? Vâng. Đấy, hôm nay ăn cơm nhà anh Chứ bốn vợ nướng món sườn. Anh Chứ? Dạ. Anh làm món sườn nướng này bao giờ chưa? Làm với chợ ăn. Chưa ăn bao giờ á? Vâng. Chưa nấu kiểu này bao giờ? Vâng, chưa. Thế hôm nay anh ăn thử xem có ngon không nhá. Xem em làm ngon không nhá. Ăn là... Anh hay xào phải không? Thì xào ăn. À. Thế hôm nay là nướng. Còn đây là thịt luộc. Mua lợn đen. Để có xào phin. Mà. Tường thái to đấy à? Nó dài quá. Thái hết mỏng mỏng luôn. Miếng này chắc phải có 10 phân rồi gì đó. Thế thì nó là được 2 miếng đúng không? Nóng quá. Lợn nhìn ngon nhỉ? Lợn đen nhỉ? Với anh Thắng đi qua mua sa phin. Sa phin lợn nào nhỉ? Anh mang xuống chụp về anh chứ. Các bác xem vàng phết đấy chứ nhỉ, vàng ươm. Cái này chỉ có đầu bếp chuẩn chuẩn để làm được. Tưởng không ngon mà ngon không được. Nhưng chưa thử đâu. Tí Cường ăn thử xem. Tay nghề hơi bị cao đấy. Ngon đấy. Anh Chứ lần đầu tiên ăn cái món sườn nướng này. Sau đó, 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 sau đ
cứ bạn ơi. Đây ông cắt này phát cho tôi. Cắt phát chứ cũng được. À thôi thôi không cần bù thẳng luôn được. Bù thẳng ấy. Ừ. Ông cắt không? Nóng lắm. Nóng à? Tôi có thấy nóng đâu. Cái gì nhỉ? Đây non này siêu ngon, quá ngon luôn. Bổ từ trên kia xuống nhỉ? Bổ trên này xuống, đấy dọc dọc lên xuống. Đấy, ui dồi đúng bài luôn. Ngon. Thế. Anh Phèn nuốt nước bọt ưng ức rồi à? Nhéo ăn nhiều, mà cũng đói. Anh Phèn dạo này đang giảm béo sao? Đang giảm. Phèn Phèn xuống được 3 lạng rồi. 69 xuống 71. Không nọ vào đặt cái gì nhỉ? Không nọ đặt thuốc giảm cân rồi. Bánh gì? Bánh ngô, lấy xem thôi. Bánh bò lắm đấy, nướng, nướng. Nướng ra. Xương này cứ làm miếng to to thì em mới ngon. Cho vào chậu này đi, cho hẳn ốc này. Đĩa đĩa rồi. À, đĩa rồi. Đây, cho thêm miếng này. Ừ. Đĩa đĩa rồi. Đấy, ông cứ cắt. Làm miếng to thì sẽ được. Hay để mình cảm thấy dài đấy. Không, dài quá. Cắt ba ra. Cái con mi nhỏ à. Nóng quá nhỉ. Sôi rồi đấy. Được rồi. Thấy ba anh em vừa ăn cơm ở nhà anh Chứ xong, bây giờ quay đi ra. Bây giờ đi tiếp đâu anh nhỉ? Sủng trà. Sủng trà rồi em trao tiền cho họ. Vâng. Thế tí nữa một mình em đi ra đấy. Ừ. Tên của ai thì lúc đấy em bà nói rõ lên. Vâng. Tí nữa em lên lấy như có một hộp đồ này. Ừ. Quần áo. Trời buổi trưa nắng to thật nhá. Rát hết cả tay.